Trong cuộc sống hiện đại có một điều nghe thì lạ nhưng lại rất quen. Người ta sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền chỉ để mua một số SIM. Không phải vì con SIM đó xịn hơn, sóng khỏe hơn, mà vì cái số gắn với cái SIM ấy. Con số ấy với rất nhiều người không còn là dãy số để mà gọi điện, mà trở thành một phần của danh tính, của hình ảnh, của niềm tin. Số đẹp thì có khi lên đến cả tiền tỷ. Với không ít người, đặc biệt là những người làm ăn, số điện thoại giống như một tấm danh thiếp sống, số dễ nhớ, số đẹp, số có nhịp điệu, số đọc lên trôi chảy, khách nghe một lần là nhớ. Trong kinh doanh chỉ cần khách nhớ được số, gọi lại được là đã hơn người khác một bước. Bởi vậy có những số SIM được trả giá bằng rất nhiều những tài sản. Vậy ai là người đã phát minh ra SIM? Và tại sao SIM lại quan trọng đến như vậy? Ai là người phát minh ra SIM điện thoại ư? Người được nhắc đến nhiều nhất đó là ông có tên là Roland Moreno, một kỹ sư người Pháp. Năm 1974 thì ông phát minh ra thẻ thông minh gọi là smart card, tức là thẻ nhựa có gắn chip ở bên trong, có thể lưu dữ liệu cá nhân và bảo mật. Lúc đó ông không nghĩ tới điện thoại di động, ông chỉ đang tìm cách làm sao để danh tính con người, thông tin cá nhân, tiền bạc có thể được mang theo bên mình một cách an toàn, như kiểu là căn cước công dân bây giờ ấy. Nhưng chính từ ý tưởng ấy, danh tính nằm trong một con chip chứ không phải trong thiết bị, sau này đã trở thành linh hồn của SIM điện thoại ra đời. Vậy SIM là gì và SIM viết tắt của cái gì? SIM điện thoại là viết tắt của Subscriber Identity Module, hiểu nôm na là module nhận dạng thuê bao. Nghe thì hơi học thuật nhưng bản chất của nó rất là bình thường thôi. Bạn có thể hiểu như thế này: cái điện thoại thì nó chỉ là cái vỏ, còn SIM thì mới là cái bản chất ở bên trong. Nhà mạng không quan tâm bạn đang cầm iPhone, bạn đang cầm Nokia hay là cục gạch, mà họ chỉ cần quan tâm SIM. Từ SIM họ sẽ biết bạn là ai, dùng số nào, còn bao nhiêu tiền, đăng ký gói cước gì. Chính vì vậy mới có chuyện rất là bình thường, làm rơi điện thoại, mua máy khác, cắm cái SIM là mọi thứ cứ tiếp tục chạy. Số điện thoại không nằm trong máy mà nằm trong cái SIM nhỏ xíu kia. Nhưng vì sao lại phải nghĩ ra SIM nhỉ? Muốn hiểu vì sao SIM ra đời thì ta phải quay về thời điểm điện thoại di động còn rất thô sơ. Ngày xưa thì điện thoại không phải là thứ gắn với từng cá nhân như bây giờ. Điện thoại rất là to, nặng, yếu, pin yếu, sóng chập chờn. Và quan trọng nhất, điện thoại thì luôn gắn với nhà mạng và phần cứng. Thời đó thì thuê bao được ghi thẳng vào máy. Mỗi chiếc điện thoại giống như là một thuê bao cố định không thay đổi được. Bạn mua máy của cái mạng nào thì sống chết với mạng đó. Muốn đổi mạng thì phải đổi luôn cái máy. Muốn giữ số nhưng mà đổi thiết bị gần như là không có cửa. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, bạn mua một cái iPhone và cái iPhone đó gắn với đúng một cái SIM duy nhất. Muốn đổi cái iPhone khác thì lại phải đổi SIM, kiểu như thế cho nó dễ hình dung. Điều này làm điện thoại trở thành một thứ rất cứng nhắc. Người dùng không có quyền lựa chọn, nhà mạng thì có quản lý. Còn chuyện mang điện thoại đi nước ngoài để mà gọi về nhà gần như là điều không thể. SIM ra đời để mà xử lý tất cả những cái điều trên bằng một ý tưởng rất đơn giản nhưng cực kỳ thú vị. Đó là tách danh tính khỏi thiết bị. Lại nói thêm một chút về thời đại trước khi có SIM. Trước khi có SIM thì đó là thời đại của điện thoại 1G, dùng sóng analog. Và có thể nói thẳng là điện thoại khi ấy chưa thực sự dành cho con người, mà chỉ là một thiết bị kỹ thuật đắt tiền phục vụ một nhóm rất nhỏ. Về hình thức thì điện thoại 1G cũng rất khác bây giờ. Điện thoại to, nặng, pin yếu, anten thì dài loằng ngoằng. Nhiều chiếc còn được lắp cố định ở trên xe ô tô. Muốn gọi điện thì không phải là móc túi như bây giờ, bởi vì làm sao mà móc ra nổi. Phải ngồi trong xe, bật máy, chờ sóng rồi mới gọi. Vì thế điện thoại di động lúc bấy giờ, nói đúng hơn phải gọi là điện thoại ở trên bánh xe hơn là điện thoại di động. Chất lượng cuộc gọi thì đó cũng là một vấn đề lớn. Sóng analog thì dễ yếu, dễ mất kết nối và rất dễ bị nghe lén. Chỉ cần có một thiết bị phù hợp, đôi khi chỉ là một cái đài, người ta hoàn toàn có thể nghe được cuộc gọi của bạn. Khái niệm bảo mật gần như là không tồn tại. Điều này khiến điện thoại di động không phù hợp cho số đông, nhất là khi thông tin ngày càng quan trọng. Và hơn nữa, điện thoại thời đó mang tính cá nhân. Nó giống một công cụ làm việc hơn là một phần của cuộc sống. Nào là doanh nhân, nào là chính khách, nào là lãnh đạo, nào là những người cực kỳ giàu mới dùng được. Với phần lớn xã hội, điện thoại di động là đồ xa xỉ, bất tiện và không cần thiết. Nó không phải là thứ để nhắn tin cho gia đình, để gọi điện cho bạn bè hay để mang theo suốt ngày. Chính sự bất tiện ấy đã khiến điện thoại không thể phổ cập. Và muốn điện thoại trở thành thứ ai cũng thể dùng được thì cần một thay đổi tận gốc. Điện thoại phải nhẹ hơn, rẻ hơn, bảo mật hơn và quan trọng nhất phải gắn với con người chứ không phải là gắn với cái máy. Và SIM đã ra đời trong bối cảnh ấy. Danh tính thuê bao được đưa ra khỏi phần cứng, đưa ra khỏi cái máy, được đặt vào một cái chip nhỏ xíu có thể tháo ra, mang theo và thay thế. Từ đó điện thoại bắt đầu chuyển mình từ thiết bị công vụ trở thành vật dụng cá nhân, từ đặc quyền của thiểu số trở thành công cụ của số đông. Đến cuối thập niên 1980, châu Âu đã làm một việc rất táo bạo. Họ thống nhất xây dựng một chuẩn di động chung cho cả lục địa, gọi tên là GSM, GSM đấy. Đây là một cái tư duy giúp viễn thông thay đổi hoàn toàn.
Mạng GSM thì coi con người là trung tâm chứ không phải là thiết bị. Muốn vậy, danh tính thuê bao phải được lưu trong một thứ có thể tháo ra, cắm vào, mang theo và bảo mật tốt. Và lúc này, ý tưởng về thẻ thông minh của ông Roland Moreno bỗng trở nên hoàn hảo đến kỳ lạ. Chiếc SIM điện thoại đầu tiên bạn biết là xuất hiện năm nào không? Năm 1991, nó xuất hiện thực sự là một hình ảnh rất ngược đời nếu nhìn bằng con mắt ngày nay. Cái SIM điện thoại đó nó to đúng bằng cái thẻ ATM, thậm chí nhiều người lúc đó còn gọi vui là thẻ căn cước điện thoại. Khi mua máy, người dùng không cầm một cái chip bé xíu như bây giờ mà cầm hẳn một cái tấm nhựa cứng, trên đó gắn chip ở giữa, giống như cái thẻ điện thoại bốt, điện thoại cây, điện thoại người xưa hay dùng. Và đúng vậy, phải nhét cả tấm thẻ ấy vào điện thoại. Một việc nghe thì buồn cười, nhưng ở thời điểm đó lại là một cuộc cách mạng. Lý do SIM to như vậy thì cũng đơn giản thôi, công nghệ chip lúc đó cồng kềnh chưa thể thu nhỏ. Nhưng điều quan trọng không nằm ở kích thước, mà nằm ở tư duy hoàn toàn mới của cái SIM. Lần đầu tiên trong lịch sử điện thoại di động, số điện thoại không còn bị khóa chết ở trên cái máy. Danh tính thuê bao được đặt vào một vật có thể tháo ra, mang theo và thay thế. Điều này vào năm 1991 quả là một cú sốc. Không chỉ vậy, SIM còn mở ra một khái niệm gọi là roaming. Roaming có nghĩa là chuyển vùng. Khi mang SIM sang nước khác, điện thoại vẫn có thể đăng nhập vào mạng nước ngoài và vẫn giữ nguyên danh tính. Trước khi có SIM, chuyện này gần như không tồn tại. Và thế là số điện thoại bắt đầu gắn với một con người cụ thể, với bạn bè, gia đình, với những mối quan hệ riêng. Danh bạ bắt đầu hình thành, thói quen gọi cho anh A, nhắn tin cho chị B xuất hiện. Điện thoại lần đầu tiên bước vào đời sống cá nhân đúng nghĩa. Có thể nói, chiếc SIM to bằng chiếc thẻ ATM ấy tuy thô kệch, nhưng nó đã đặt nền móng cho toàn bộ thế giới di động hiện đại. Từ đó, SIM nhỏ dần, máy gọn dần, mạng nhanh hơn, điện thoại từ một biểu tượng xa xỉ trở thành vật bất ly thân của hàng tỷ người. Nếu không có tấm thẻ nhựa vào năm 1991, rất có thể điện thoại ngày nay vẫn chỉ là một cái máy có số, chứ chưa chắc đã là một phần của mỗi con người như bây giờ. Ở Việt Nam thì sao? Trước khi SIM xuất hiện thì ở Việt Nam chỉ có điện thoại bàn, điện thoại cố định mà thôi. Muốn gọi điện đường dài phải ra bưu điện, đăng ký, chờ tổng đài viên đến nối máy. Điện thoại di động gần như là không tồn tại. Nếu có chỉ là những hệ thống cồng kềnh, dùng cho một số lãnh đạo nhỏ hoặc doanh nghiệp đặc biệt. Cuối những năm 90, SIM điện thoại ở Việt Nam trở thành dấu hiệu nhận biết người có tiền. Giá một chiếc SIM có thể lên tới vài triệu. Người ta bắt đầu nói đến SIM đẹp, số tiến, tứ quý, SIM dễ nhớ. SIM không chỉ để gọi mà còn là một bộ mặt xã hội. Ai có điện thoại di động là dân làm ăn, dân có vị thế và SIM số đẹp thì siêu VIP. Trong những năm gần đây, eSIM đã xuất hiện tại Việt Nam, cho phép người dùng không cần dùng SIM vật lý nữa, có thể kích hoạt từ xa và dùng nhiều số trên một thiết bị. Điều này cho thấy SIM đang chuyển từ một miếng nhựa sang một khái niệm danh tính số thuần túy. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.